Quán pháp nhất thiết pháp không, không của vạn hữu, tánh của pháp nhất thiết pháp không bất khả đắc. Đại Bồ Tát ấy an trụ trong 14 không như vậy, không đắc sắc hoặc không, hoặc bất không, không đắc thọ tưởng hành thức hoặc không, hoặc bất không, nói rộng cho đến không đắc trí nhất thiết trí hoặc không, hoặc bất không, không đắc cảnh giới hữu vi hoặc không, hoặc bất không, không đắc cảnh giới vô vi hoặc không, hoặc bất không. Đại Bồ Tát ấy an trụ vào bát nhã ba la mật đa, bố thí cho tất cả các hữu tình, thức ăn, thức uống và các đồ đạc khác, quán tất cả là không. Tất cả người bố thí, được bố thí, phước bố thí, quả bố thí, quán cũng là không. Khi ấy Bồ Tát nhờ an trụ vào không mà quán ái nhiễm, san lận đều không cho khởi. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát ấy tu hành bát nhã ba la mật đa, từ khi mới phát tâm cho đến lúc ngồi tòa bồ đề, như vậy tất cả phân biệt không cho sanh khởi. Như chư Như Lai ứng chánh đẳng giác không bao giờ khởi tâm ái, tâm san tham. Đại Bồ Tát này cũng vậy, tu hành bát nhã ba la mật đa vĩnh viễn không bao giờ sanh tâm ái nhiễm, tâm san tham. Thiện hiện nên biết bát nhã ba la mật đa này là thầy của Đại Bồ Tát, có thể khiến cho chúng Đại Bồ Tát không sanh khởi tất cả vọng tưởng phân biệt, không nhiễm trước vào việc bố thí. Đại Bồ Tát ấy đem căn lành này lấy vô sở đắc làm phương tiện, bình đẳng cho các hữu tình cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Khi hồi hướng Đại Bồ Đề như vậy, phải xa lìa ba tâm, đó là ai hồi hướng về đâu, lấy gì hồi hướng. Đó là Đại Bồ Tát an trụ bát nhã ba la mật đa, gồm cả bố thí ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát an trụ bát nhã ba la mật đa, thọ trì tịnh giới thì không để sanh tâm của tất cả thanh văn độc giác. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát ấy quán các địa vị thanh văn độc giác đều bất khả đắc, tâm hồi hướng kia cũng bất khả đắc, hồi hướng bậc kia luật nghi thân ngữ cũng bất khả đắc. Đại Bồ Tát ấy an trụ vào bát nhã ba la mật đa, từ khi mới phát tâm cho đến lúc ngồi tòa bồ đề, trong thời gian ấy tự lìa sát sanh cho đến tà kiến, cũng khuyến khích người khác lìa bỏ sát sanh cho đến tà kiến, không có tâm trái ngược với pháp, luôn xiển dương việc lìa bỏ sát sanh cho đến tà kiến, hoan hỉ khen ngợi người lìa bỏ sát sanh cho đến tà kiến. Đại Bồ Tát ấy đem căn lành do tịnh giới này phát sanh, không cầu quả nhị thừa và ba cõi, mà bình đẳng cho hữu tình cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, lấy vô sở đắc mà làm phương tiện. Khi hồi hướng Đại Bồ Đề như vậy, phải xa lìa ba tâm, đó là ai hồi hướng về đâu, lấy gì hồi hướng. Đó là Đại Bồ Tát an trụ bát nhã ba la mật đa, gồm cả tịnh giới ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát an trụ vào bát nhã ba la mật đa, sanh nhẫn tùy thuận, đã đắc được nhẫn này rồi, luôn nghĩ như vậy, trong tất cả pháp không có một pháp nào là khởi hay diệt, hoặc sanh lão bệnh tử, hoặc người mắng, người bị mắng, người phỉ báng, người bị phỉ báng, người cắt xẻ, đâm đánh trói, xúc não ra hại, hoặc bị cắt xẻ, đâm đánh trói, tất cả tánh tướng này đều là không, trong đó không nên vọng tưởng phân biệt. Đại Bồ Tát ấy đắc nhẫn này nên từ khi mới phát tâm cho đến lúc ngồi tòa bồ đề, trong thời gian này giả sử tất cả loài hữu tình đều đến mắng chửi, hủy báng, mạ nhục, lấy đao trượng, gạch, ngói, đá làm tổn hại, đánh đập, cắt xẻo cho đến phân trẻ thân ra từng khúc, nhưng tâm Bồ Tát lúc ấy không biến đổi, chỉ nghĩ